Rồi, thắng ngựa lên. Chỉnh ra ngoài, chỉnh ra ngoài. Ôi. Nghe ạ. Đúng rồi, mắt nhìn phía trước. Tay chỉnh ra giữa đường. Nếu mà vào rào phanh nhẹ luôn. Đạp mạnh lên. Chỉnh xe giữa đường. Điều khiển ra, đúng rồi, đạp mạnh lên. Cứ đạp lên đừng có dừng lại. Chỉnh ra giữa đường. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hoàng Hiền đang có mặt ở nhà bà Luân nhé. Hôm nay có em Hoa đây. Đấy. Có anh Đông tí hon. Hôm nay hỏi ra thì biết là Hoa thì đi xe đạp nhưng mà chưa vững. Đấy. Hôm nay thì mấy anh em sẽ cùng với lại em gái của bà Luân, là bà Thường. Đấy. Mượn xe của nhà bà Thường và cho em Hoa là sẽ đi. Đấy. Xem các bác là xem em Hoa đi như nào. Đấy. Bình thường là thấy bảo là Hoa đi là thấy người là sợ à? Thấy người sợ thì à? Không dám đi. Thấy người đổ xe như nào? Sợ đổ xe. Không à? Không biết đi à? Không biết đi á? Sao bảo đạp rồi không bị đổ không? Hồi xưa đạp đi cả vòng ấy ở bên kia đi từ lâu rồi. Nhưng mà bỏ bao nhiêu tháng thì có đi đâu. À. Chả dám đi. Không dám đi á? Bây giờ là không sợ. Sợ đến là không dám đi. À. Không dám đi xe. Đạp mà không dám đi thì xe máy thì đi làm sao được. À. Xe máy thì vững tay thì đi được. Ngoan mà đi được xe đạp đấy là sẽ đi được xe đạp điện. Thế? Đi xe đạp điện bao giờ chưa? Chả đi. Chưa à? Như thằng Hiếu bây giờ nó đi xe đạp điện nhá. Thằng Hiếu mới đi xe đạp điện rồi á? Nó đi xe đạp điện được ấy. À. Nó mượn của người ta nó đi xe được. À. Cái thằng ở bên là nó vẫn đèo nó đi học. Vâng. Nó ấy được. Vâng. Nó đi được vù bán. À. Đây thì xe đạp mà lại sợ không dám đi. Có một lần cứ đi làm đấy, bà chị con ông bác ấy ở bên kia cũng làm cùng. Vâng. Thế là bà ấy đánh ngã 2 lần. À. Mà cũng là may đấy. Cái ô tô giết đấy người ta đường hẹp. Dạ. Thế là bị lao vào cái ô tô đấy nhưng mà chưa lao đến. Hoa nào á? Hay là bà kia? Hoa, bà nghĩa là bà An ấy, bà ấy là chị gái của ông bác. Đèo Hoa gì? Đèo Hoa về. À. Đi làm đèo về, thế là về đến đấy kiểu nó, cái đường vòng đấy thì nó lại, nó hẹp. Nó hẹp hẹp đúng không? Phải là hẹp mấy đâu. Vâng. Nhưng mà đại khái là bà ấy, có cái xe nó ở đấy, nó đấy là may là cái xe nó lại họ đấy. À. Nếu mà cái xe mà nó đi thì hôm đấy thì hai chị em ngã xuống thì thôi. À. Thế là Hoa sợ từ lúc đấy à? Thế là sợ từ lúc đấy. À. 2 lần. Không lo đâu. Cũng mình ngã cả chỗ đấy. Mình cứ đi dần nó quen. Phải đi nhiều. Đấy, bây giờ mình cứ không đi, mình đi bộ suốt ngày làm sao được. Thật. Em lại thấy giống như anh này à? Đấy. Anh này tập 1 tháng không đi thế nào? Cứ dậm chân tại chỗ thôi. À, anh này, con huy động anh em tập cho 1 tháng, toàn chạy bộ, không đi được. Đấy. Hoa này bà yên tâm, chân dài, người to khỏe, xinh gái, đấy, phải đi xe, đấy, rực rỡ hiểu không? Không đi bộ được. Thế đi, đi tập xe luôn. À, bà ở nhà nhá, à, đây sang đây tập cho 1 tí này. Ừ. Cho anh Đông anh giữ nhá. Anh Đông giữ được không? Hả? Hôm nay em Hoa mà đi được xe này anh Đông phải đi nhá. Hả? Không đi. Cứ đi bộ thôi à? Anh Đông ơi là anh Đông. À đây đây cho Hoa chọn xe. Lấy cho nó thấp hơn đấy. Cho đi. Cái nào thùng răm? Cái lớn, ờ thế được, cái bé nó hợp lý quá rồi. Mở cổng anh Đông. À, cái vàng cái thùng xăm trước à? Vâng. Cái đấy bà có hạ được cái yên thấp đúng không? Bà vặn cái yên thấp vào đường. Có cái xoáy đấy không? Đây này, bên này này. Bà, đây bà vặn đây, vặn xuống. Bà vặn đi. Con đang quay. Anh Đông. Vặn. Đông vặn nó xuống thế nào chú đi xe chú biết. Đây. Vặn cái kia thấp không?
Bé gái này cũng thấp ý. Bọn nó trên. Trên. Nó trên. Bữa mạnh. Nữa đi. Em Hoa em cười thôi kìa. Làm ăn này yếu thế. Mạnh lên ạ. Được không? Không thì đẩy ngược lại xem chiều nào được. Đẩy ngược lại nào. Mà đủ con chó không điện nó chân nó bây giờ. Yếu ơi con ơi. Con sang bên kia con lấy cơm về cho chó đi. Yếu thế. Thôi được rồi, đỡ Hoa thử ngồi thế nào. Hoa được, cái chân nó dài thế này. Cái xe này còn đau hơn ấy. À. Đi nè. Cứ đạp đi em. Đấy, đấy chân tới đây. Đấy chân nó dài ấy. Đạp đi. Mắt nhìn phía trước. Cứ đạp đi. À, đi ngon đấy. Ờ. Ờ. Bà có đường gần đây có đường bằng không? Đường bằng có to không? Đấy, to ra. À, thế đi ra đây. Đi qua. Ra ra ngoài này. À, tí Hoa dậy cho anh Đông anh đi tí. Đạp lên nào. Có gì bóc phanh nào. Mạnh dạn lên em. Cao quá. Cao quá. Thế đưa đây. Đưa đây anh Vạn nhá. Cho vào chỗ mát này anh Vạn nhá. Sợ đây thấp quá. Người ta vặn chắc thật. Đi dưới này. Xuống hẳn dưới. Đấy được rồi, đoạn này rộng rồi, đạp đi. Lên xe đi. Lên đi. Cứ ngồi lên đạp đi. Mắt nhìn phía trước. Có gì chống chân bóp phanh ạ. Đạp. Mắt nhìn thẳng phía trước. Ôi giời. Lái đi. Hiếu ra con xe của con đây nè. Xe bé ở đây nè. Xe mấy cơ mà. Con xe lùn lùn mà. Ôi. Cứ đi con này thế nè. Thấp đầu gà cao một cao đi đi. Hiếu nó còn đi được. Anh Đông giữ. Chứ chắc được để em mới phi vào bờ rào nhá. Chắc ạ. Bên Trung Quốc em chưa đi bao giờ. À, giữ hai tay. Điều khiển ra ngoài. Đúng rồi. Mắt nhìn về trước, mắt nhìn về trước. Đúng rồi, đang thẳng đấy. Đạp đấy, đạp đấy. Đi 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 đi. Sợ chi. Rồi, thấy xe máy mà chạy mất dép này. Đây, đây, nó vào đây không. Anh ấy về nhà rồi, không lo. Ui, đã sát tay rồi à? Chạm bờ tường đấy à? Ôi giời. Lên đi đi. Tiếp tục đi em. Bà thường giữ rồi, đi bà thường. Giữ sau nó cái. Mắt nhìn phía trước. Đạt thẳng ngoài này. Đi thẳng phía trước này. Có cái để tự đi được, bà thường để cho tự đi này. Tự đi đi. Không điều khiển được ngã đừng kêu. Mắt nhìn phía trước. Chân đạp, tay điều khiển. Cứ đạp đi. Ôi giời ơi em ơi là em. Bà thường ngồi sau kìa, cho đạp. Nó chống chân hai bên nó không đổ. Rồi, đạp đi Hoa, bà chống chân rồi. Đấy, chị vừa lên. Không đi được. Đây. Cao cái gì mà cao, chân em còn cao hơn cả xe. Chân em như siêu mẫu. Mày không nhắm đi chứ gần đi một lần hai lần. Ừ. Chân này dài lơ cả ấy ra. Chân anh Đông ngắn này anh ấy còn không dám đạp. Anh Đông không bảo nó dài. Chân nó cao nó chống cả cái ngã cái nó chống. Ngồi sau kìa. Ngồi sau. Không ngồi hẳn dưới đi.
ngồi với Yên kìa, cái bác ba ga kìa. Đây. Đấy. Ra bên nào. Mắt nhìn phía trước. Chân đạp. Em ơi này, em ơi. Trời ơi, hoa ơi là hoa ơi. Đạp đi, cứ để chạy đi. Sợ cái gì cứ đạp đi. Ngã lại dậy. Vâng. Di truyền dạy kinh nghiệm cho em ấy nào. Đấy. Đấy. Cứ ga nó không đổ đâu mà lo. Hoa này nhát như anh Đông. Mắt nhìn phía trước, chân đạp, tay chỉnh thẳng. Có chỗ nào đường rộng hơn không à, bất thường? Có chỗ nào đường rộng hơn không? Kho chỗ nào? Kho ngay trên này. Đi đường nào? Đi đây, thẳng đây. Đi qua này Hoàng. Đến kho ra nào. Hôm nay mà không được đi được xe thì thôi đấy. Mỗi cái việc. Xe đạp thôi. Cố gắng lên. Bà kệ nó đạp đi. Đạp mạnh. Cứ đạp hết vòng đi. Úi giời ơi. Anh Đông truyền cho ít nghị lực nè. Truyền cho ít nghị lực. Cho lên. Đi 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 đi. Nhanh. Con nó còn nhắm đi kìa thằng mày. Đi một hai lần nữa. Ừ. Cái nhà văn hóa giờ nó làm rộng lắm. Ừ. Cố lên, Đông vỗ tay cố lên đi, cổ vũ đi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Anh Đông đi xe của bộ. Xe của bộ. Bộ Căng Hải. Đấy. Ăn mắm giống nhau, chấm thịt gà giống nhau. Đi xe giống nhau. Này. Đấy, rồi đang rộng cái đạp đi. Ngồi lên yên nào. Ngồi lên yên đi. Đạp đi. Đi xe đạp không biết đường đi thì đi. Đi cứ làm ngoài trong kia, ngoài kia 8 triệu một tháng. Thì hai mẹ con này súng xính. À. 8 triệu một đi vệ sinh. Làm ở đâu? Quét ấy, à, ngay đường Thụy đây. À quét ở khu nghề Đường Thụy á? Vẫn đi làm vệ sinh á? Nếu mà nó đi được thì nhưng mà đây nó thế này thì ai thì nhận. Thôi cố gắng lên. Có em nhận thì nhận nhưng mà không đi được. Không đi được xe đi ở đấy kiểu gì? Thế bảo không đi được xe thì. Thôi rồi đi đi. Đạp đi em. Cố lên. Có mọi người cố vũ lên. Em đây rồi. Em cứ ngã là có người dựng em dậy, em yên tâm. Anh Đông anh ấy dựng em đầu tiên. Ôi ôi ôi. Ôi giời. Yêu đuối thế. Anh mẹ lên đi. Cố lên. Ba không phải đẩy cả nó. Thế đi dắt lên chỗ rộng à. Dắt đi. Dắt lên chỗ rộng. Xuống đi đi kiểu kia đi ngang rồi. Đấy dắt đi. Lên chỗ rộng. Nhanh nào. Nhanh nhanh nhanh. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Hôm nào phải huy động anh nào khỏe khỏe hơn. Giữ. Trẻ con thì nó ừ.
Gần đến chưa? Gần đến rồi, đây xuống chân cái là đến. Ngã ba à? Ngã ba trong đi một đoạn nữa là đến. Cố lên, cố lên, em Hoa ơi, cố lên, em Hoa ơi, cố lên. Anh ông cổ vũ đi. Em Hoa ơi, cố lên, em Hoa ơi, cố lên. Công tử một. Công chúa, công chúa. Hoàn Châu cách cách. Em Hoa ơi, cho lên. Em Hoa ơi, cho lên. Đâu? Tê cái này à? Lên đóng cửa hay nó mở. Treo lên đi đi. Rồi, rộng nó đi rồi đấy. Đi. Lên đi. Em Hoa ơi, cho lên. Ây da. Lên đi. À, nhìn này, nhìn ở phía trước này. Ông nhìn anh chụp kiểu ảnh này, bìa video này. Ngồi lên xe, ngồi lên đây. Ngồi lên đây. À, nhìn đây. Nhìn thẳng đây. À. Cười nè. Anh chồng nhìn đây. Một, Hoa Hoa nhìn đây đó. Chụp kiểu ảnh bìa video đó. Một, hai, cười lên. Cười lên cho vui. Cười hàm răng. Rồi ok đi đấy. Đấy đây. Đáp ơi nhìn thẳng anh Phi à. Phi thẳng anh à. Đi đấy sợ gì. Phanh bó vào. Hai bên phanh đây. Căng bó phanh vào. À. Gần được rồi, cố lên. Có thể đi ra chỗ kho đi. Ra chỗ kho nhanh. Nhanh 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 nhanh. Hả? À, cứ đi đi. Cứ đi đi đi. Đi ra đi 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 ra. Ngồi lên, ngồi lên là chỗ này nó rộng ấy. Mà đường nó vừa thẳng ấy. Anh Đông đi làm mẫu thử lần nữa. Đạp một lần cho em ấy làm mẫu nào. Đây vẫn là xóm mịt hả bà? Vẫn là xóm mịt à? Ừ, xã Nha Động. Ừ. Huyện Phú Bình. Thái Nguyên. Mà này đẹp thế. Đẹp thế nhỉ? Đánh bóng à? Bóng chuyền à? À. Đây mở đây. Hả? Đóng. Khóa rồi à? Đóng rồi. Đóng rồi. À. Ôi, không đường rộng thanh thang này đi tốt mà. Tiến lên chỗ mát mát trên kia, chỗ cái xấu à? Đạp đây. Đấy, đạp luôn đi. Cứ lên mà đạp đi. Nhanh. Việc này em không làm được, ai làm cho em? Làm đi anh, các bác cũng giúp đỡ cho mua xe chứ. Đi lại cho sướng chứ. Không đi được thì các bác giúp thì nó đi ở đâu. À. Đạp đi. Bắt đầu đạp. Đạp hết vòng đi. Ui giời. Wow. Ôi, anh ngồi xe. Em đạp đi. Anh ngồi sau cho. Đạp đi. Anh ngồi sau không đổ được. Đạp đi. Nhanh. Mày cứ đạp nhanh. Lên. Đạp. Đạp đi. Đạp đi. Không lo. Đạp. Đạp thẳng đây không đổ. Được chưa? Đi thẳng phía trước. Ổn chưa? Đấy. Đi đây. Cứ đạp đi. Mạnh ấy. Ây ạ. Ây ạ. Được chưa? Ây đi đây. Đi đây, 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 đi đây. Đạp đi. Đây. Đạp mạnh lên. Đạp mạnh lên. Đấy, đạp mạnh lên. Rồi, quay lại, quay lại. Đấy. Được rồi. Ôi giời ơi. Đi được đấy.
Đó, nó hơi nhát rồi. Đấy, đạp thẳng xuống cái dưới luôn. Cứ đạp như đấy anh ngồi ấy. Đạp đây. Đấy. Đạp thẳng cái chỗ này. Hết vòng luôn, đúng rồi. Đấy, ôi giời ơi. Mày anh ngồi phát phải đạp đi ngon ngay. Đi ra giữa đường. Ra giữa đường. Đạp thẳng phía trước. Cứ đạp thẳng. Đạp giữa đường. Đạp đây, đạp đây. Đạp đây, mày nhân. Ôi giời mày. Đạp giữa đường. Ừ. Này anh tiếp sức quá là đạp mạnh ngay. Đạp tiếp lên đỉnh dốc đi. Luôn đi. Ôi mệt gì. Không quay lại đâu kia nữa đi. À, đạp vòng anh kia nữa xong rồi lên là nữa là ok. Không mai tập tiếp. Đấy, cần ngồi nữa không? Hả? À, không gì thì tự ngồi được thì đi. Đạp mạnh luôn. Ba tìm phía trước. Rồi, thẳng ngựa lên. Chửi ra ngoài, chửi ra ngoài. Ôi. Hòa ơi là Hòa. Em bóp phanh phải chứ. Có sao không? Sợ không? Lo phải đi mới đi được chứ. Bà Thường đi một đường này, bà Thường đi xem này. Nhìn bà đi xem học tập này. Đây, tay chỉnh mắt nhìn phía trước có gì đâu. Thấy chưa? Đây. Không muốn gì, xa một tí không sao cả. Tập xe ai cũng phải ngã. Không có ai là không ngã cả. Ngày xưa anh còn phi cả xuống mương cơ. Đây chưa là gì. Nóng quá à, cố lên. Rồi bà để nó đi một vòng bên kia nào. Cho đi một vòng kia nào, bà tự bà. Đấy. Đó về. Hoa này đổ tự do. Đó về. Đạp cái chân lên. Chỉnh ở giữa đường. Chỉnh giữa đường. Đấy đúng rồi. Đạp mạnh nhé. Rồi quay lại đây. Dần dần nó sẽ đi được mà. Hôm đầu này hôm sau nó sẽ đi được. Đạp đây. Này xe đạp điện đi làm sao được. Chỉnh ra giữa đường em ạ. Đúng rồi, mắt nhìn phía trước. Tay chỉnh ra giữa đường. Nếu mà vào rào phanh lại luôn. Đạp mạnh hơn. Chỉnh xe giữa đường. Điều khiển ra, đúng rồi, đạp mạnh hơn. Cứ đạp đi đừng có dừng lại. Chỉnh ra giữa đường. Ngon rồi đấy. Êm ngay gì đâu. Cứ đạp đi là về nhà luôn. Không được dừng. Đúng là bảo là thấy xe phát nó ngã luôn nhỉ. Nó chưa quen. Không được dắt đạp tiếp đây. Bây giờ đạp về nhà luôn. Đi đấy. Lên về nhà. Cố lên. Anh đông anh cổ vũ ra mà không đi được thì thôi. Anh đông đẩy cho cái. Đẩy đi, cứ đẩy đi. Đẩy cho nó, cứ đẩy đi. Đẩy đi, đẩy đi. Đâu rồi bỏ nó. Đấy, đạp mạnh đạp giữa đường. Cứ bình tĩnh thôi. Hoa này có vẻ là
thích đổ vào tường. Lên đây đi đi. Nốt đoạn về rồi. Run đấy nhỉ. Ừ. Em Hoa ơi, chỗ đây. Em Hoa ơi, chỗ đây. Đi giữa đường. Lái xe đường. Thôi được rồi, hôm nay tập thế là ổn rồi. Hôm sau làm đợt nữa là ngon. Đá xe mà cái gì đi đánh vật. Nhớ cái chưa? Nhớ đi chưa? Hôm sau đi nhá. Thôi đi là thành công. Thôi đi về nhà. Mù chê. Uống nước đi. Ừ. Ừ, kiểu đánh vật đấy nhỉ. Đi làm chưa? Ổn nha. Có đá không? Có đá không? Không, đá rồi, có cho đâu. Chót cái cánh nó nguội ngay. Đây nó nguội ấy, vừa mới chót nữa. Nhà bà thường thấp tè này, nhà này lấy sơn năn vát được làm sao rồi. Tự năn được hết. Thấp nè tè. Ơ, cái con nó không bóc qua đó cho mẹ con. Dậy bóc đó cho mẹ đi. Phơi, phơi đỗ cho mẹ. Đi, con dậy ấy đi. Đây đỗ tương hả bà? À. Này phải đập với đúng không? Đúng rồi, đập nó ra. À. Kia là dơm hay là dơm à? Dơm. Bà không có bò để dơm làm gì? Đây, phải cắt tay thấy. Thế gì? Bà gặt xong hết chưa? Còn ba xào nữa giờ nó mới dỗ thế nó hỏng mất ba xào. Giờ mới dỗ á? Giống giống lúa ấy à? Nó thiếu thế là xin mạ người ta cho mạ người ta gieo sau. Mạ đẻo à? Mạ gieo sau quá thế là giờ nó mới đỗ rồi còn xem. Đấy, để vẫn được nhỉ? Ừ thì vẫn để, mất 2, 3 xào, gần 3 xào. Thế cái chỗ kia bà gặt đâu kìa? Đấy, hôm qua gặt ở dưới, được qua hơn gánh. Có còn không? Còn thì 3 xào giờ nó mới đỗ. À, có một tí này dỗ trước rồi nhỉ? Ừ, thế, thế mới đâu, đấy, 3 xào được gặt, được 22 tải khác, bây giờ được có 4 tải. À. Còn 16 tải. Ừ. Ôi, con thăm cái này đi. Ta nghĩ đi. Trồng rau à, trồng rau vẫn trồng rau bán đây gì? Mạ nhiều mạ thế. Một mình nhà bà cấy chỗ này không? À nhờ. Cấy nhiều ấy nhờ. Đi được rồi nhưng hơi nhát tí. Vào bờ tường một tí. Đi được rồi. Đi được. Vâng. Cứ tập dần là đi được. Hôm sau lại đi tiếp là ngon, cứ đi dần là quen. Đạp được rồi mà. Đạp cả vòng rồi. Cả vòng đạp một đoạn rồi chứ. Nhưng mà ra kia nó tít quá. Nó phải lao xuống cả nếu mà. Cứ để nó quy quen, nó phải quen nó chứ. Đây nó đã quen đâu. Vâng. Đấy, con nó sợ, nó sợ, nó tập mãi, nó không biết đường đi. À, đi xe thì ai chả phải đổ. Anh phi xuống mương rồi chả sao. Đi đèo hai bó củi chân nhà ông Lưu rồi kìa. Vâng. Về ngã lại dậy, ngã lại dậy. À. Đấy, sang lên tận nhà ông Lưu. Tận đèo Khê. Ừ. Anh chơi gần 30 cây. Ừ, đấy. Và đi ác ấy nhờ. Đấy, không chê, lệnh chỉnh. Toàn vùng núi. Thế của cái ông Bẩn nó chết rồi. Ừ. Đứa con được đứa con sinh thế nhỉ. Đấy chở Hoa con bé chở Hoa được đứa con sinh thế. Ừ. Em ơi. Đó. Ngồi trên cái này vừa nữa ông ngoại trên. Nóng. Nó ngồi quạt. Nóng nóng. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Kiên trì không gì là không thể.
chứ tôi mới lấy chồng ở trong kia đi. Chả biết đi xe thì bà xong ấy chả biết đi xe, đến lúc nó đi mượn cho cái xe thang con còn ấy. Vâng. Mày cứ đi đi, tao giữ cho. Thế xong bắt đầu chồng giữ một bên, một đứa con trai nữa nó giữ một bên, nó buộc cái đòn gánh đằng sau ấy. Thế là cuối cùng đi được, đi được. Thế xong bắt đầu là cũng có lần ngã như thế được, sưng hết cả tay đi. Vâng. Thế xong đến lúc có chữa còn lớn đấy, nó to quá, bảo là thôi mày đừng đi nữa. Thế xong đấy là thời gian bỏ đấy là chả đi được, thế không có xe. Vâng. Dán lại nhá. Thế là ngã xong lại dậy. Không dán được. Ngã này dậy, dậy này đi. Thế không đi được không được lắm. Biết đi là chứ, còn lúc mà biết đi ra ngoài này ham lắm, đi suốt. Thì là đi là nó ở đồng rừng ấy. Thấy có ai cái là bắt đầu là phải xuống xe. Vâng. Đây em còn đèo hai bốc gửi cho tướng ở đây từ trên đi về nhà bà Lý mà ngã em lại dậy, ngã em lại dậy. Thế thì đi thế là bắt đầu là đi được một thời gian lâu quá, thế là như con lâu quá thế là không đi được. Vâng. Thế là xe thì cái xe cao đấy thì không đi được, cái xe con thì đi mượn của người ta. Vâng. Thế xong lại giả người ta. Vâng. Còn xe con thì... Hoa ơi. Cố gắng lên nhá. Có làm được không? Có. À, ok, đấy được rồi. Quyết tâm. Quyết tâm là đi. À. Hôm nay mới va vào tường hai lần nhỉ? Nay mai mi đi vững là đi đâu nó có xe đi. Vâng. Thì nó không phải đi bộ. Nhanh. Cố gắng lên. Cứ đi bộ đấy thì là nó mệt mà nó lại lâu. Vâng. Mà đi làm không đi được ấy, ở gần như đi xa thì không đi được. Ừ. Ở đây thì nó nói chung là bây giờ 4.0 rồi, 5.0 rồi, không ai đi bộ nữa. Đấy, chỉ có anh Đông anh đi bộ. Đấy, em đừng học theo anh Đông. Nha. Đừng học theo anh Đông. Đấy. Tự thế mình đi thôi. Anh cứ phải mua cái xe thiếu nhi con đấy thì đi được, tập và đi được. Anh này chỉ thích xe của bộ các bạn. Chuyên đi bộ. Đi được. Nếu con được qua đi xe được đi bộ thì đi bộ nhanh hơn. À. Đi bộ nhanh hơn. À. Nhưng mà chân tay không có vấn gì thì đi bộ thì nhanh. Trước bá còn đi bộ từ đây lên tận Hợp Tiến. Vâng. Xong lại còn đi về. Vâng. Không biết là bao nhiêu cây số. À. Mà đi nhanh lắm, chả sợ gì. Lúc bây giờ nó nhanh hết mà chả thấy mệt gì cả. Vâng. Xong sang bên Trung Quốc lấy chồng ấy, nỗi là đi nhặt cái nhựa đấy, nó còn núi nó cao hơn cái nhà này nhiều. Vâng. Mà người ta trồng cái cây để người ta cắt nhựa bán đấy. Vâng. Cứ đi nhặt đi cái cây đấy, cái nhựa đấy nó rơi xuống đất đấy, thế là đi bán. Nhựa thông đấy à? Đấy, không phải là nhựa thông mà nhựa kiểu mà nó làm những cái dép ấy. À, cao su. Cao su. Cao su ấy, nó gọi là cao su. Thế là đấy, cứ sáng này hồi 5 giờ đã dậy nấu cơm cho những đứa này ăn. Vâng. Con bảo là đấy, mẹ nấu cơm rồi đấy, đứa thì đi học, đứa ở nhà thì bây giờ đợi em nó về đấy thì chị em ăn cơm. Thế còn thì mẹ hai bố mẹ thì đi cho đến tận 11, 12 giờ, có 1 giờ chiều nó về. Bữa cơm ăn xong rồi lại đi. Chả biết mỏi gì cả. Cứ đi suốt, chỉ trừ mưa thì là không đi được. Nó đang trẻ khỏe. Mưa thì là cái đường đấy nó không phải là đường nhựa. Vâng. Thì là nó cái đường rừng đấy nó lại trơn, xong nó lại cái đất đỏ ấy. Vâng. Đấy, mưa thì là phải chịu, còn cứ vâng. Nắng hầm đấy là cứ đi suốt. Hoa. Hoa. Dạ. Biết hát không? Hát bài tiếng Trung nè. Hả? Không. Hát bài tiếng Việt nè. Không biết. Mày mặt lên đây nè. Hả? Mày mặt đây. Không biết hát à? Chả biết hát, tiếng Việt cũng chả biết hát. Thế trước đi học cô giáo không dạy à? Dạy đấy nhưng mà bây giờ là quên hết rồi. À, và Việt Nam là quên rồi. Thuộc bài Con Gò Bé Bé không? Tự tin em nào. Lưu được thì là nó quên hết thôi. Vẫn đang nói cho nó bạo dạn lên mà. Nói chuyện nhiều, tiếp xúc nhiều nó bạo dạn.
tự tin. Nó đang nhát quá. Ít nói. Nhát. Không như con chị thì hay nói hơn. À. Con chị là... xinh hơn nữa à? Chị xinh hơn đấy, nó trong điện thoại rồi. Đấy, bà nói nó bĩu môi đấy. Nói chung là chị thì nó thật gì hơn. À. Đây trong điện thoại ấy đây. À. Nó các kiểu ấy. Ừ. Được rồi, trêu tí thôi. Thôi Hoàng Hiền kết thúc video của mình đây nhé. Các bác đón xem video tiếp theo nhé, xem Hoa đi xe nào nhá. Đấy, các bác đang cổ vũ Hoa cố gắng lên nhá. À, xin chào các bác nhá. Chào các bác nhá. Các bác đang đăng ký kênh ủng hộ Hoàng Hiền nhá. À.